mời các cô chú lãnh đạo. Thì một lần nữa thay mặt ban tổ chức chương trình ngày hôm nay xin kính mời cùng hối tổ chức đêm trung thu. Cộng tổ quốc Việt Nam, thị trấn Kiến Bình đã tạo điều kiện để chúng tôi tổ chức ngày hội hôm nay. Tôi cũng xin chân thành cảm ơn các mạnh thường quân đã đóng góp kinh phí để chúng tôi hoàn thành tâm nguyện. Tâm nguyện của chúng tôi nhằm khích lệ các em, giúp các em có một mùa trung thu vui vẻ và tràn đầy ý nghĩa. Lời cuối xin chúc quý vị đại biểu và quý phụ huynh sức khỏe, vui vẻ và luôn thành công trong cuộc sống. Chúc các em học sinh luôn chăm ngoan, học giỏi, là những đứa con hiếu thảo của gia đình và là những chủ nhân tương lai của đất nước. Xin trân trọng kính chào. Xin cảm ơn. Hai tay vỗ vào nhau một cái. Cảm ơn. Quay mặt ở đây, quay mặt ở đây. Đó, đúng rồi, đúng vậy đó. Cầm đây qua chứ. Bỏ đi, chúc mừng các bạn của mình. Rồi. Quá, từ từ. Xin cảm ơn bà Nguyễn Thị Cẩm Tú, chủ quán cà phê Garden. Xin một tràng vỗ tay chúc mừng các bạn. Vỗ tay lớn lên. Vâng, xin cảm ơn cô Minh Phương và xin chân thành cảm ơn các bạn mà các bạn về chỗ. Chưa có, tôi ngồi.